Dù 70 cao cây thì tầm hai gần 2 mét, 2 mét có cây phải hơn. Trước cứ 1,5 triệu, chọn phải 2 triệu 3 triệu, to vất vả và to đấy, cao cho vào người và mất người. Này mọi người hình dung cái ở dưới này, cái chậu này áo mất người. Này, cái cũng đẹp, tầm 2 mét 1,8 mét. Nó rẻ. Rẻ đẹp. Từ hôm nói chung là từ hôm ấy là hôm bao nhiêu nhỉ? Hôm ấy là rằm tháng 11 à. Thế bây giờ là nói chung là như thế này là một nửa giá. Lấy hôm ấy là lấy chục chum 1,5 triệu. Và chọn một chum là 2 triệu 2,5 triệu. Hẹn nó to ơi. Mình lâu lâu rồi là mình không có cái chuyên mục là đứng người đứng gần cây nhỉ, không có chuyên mục người đứng gần cây.